nay là mùng 2 tháng 10 2019. Bổ sung cho bộ sưu tập về phục hồi gối. Đến năm 2018 thì tôi chinh phục về gối khá nhiều. Đến năm nay 2019 số lượng bệnh nhân gối phải nói là toàn những ca siêu nặng. Thì thời gian gần đây tôi nghiên cứu về cái gối cấp tính thì viêm khớp cấp vất vả lắm. Chúng ta nhìn sơ qua có thể thấy cái bệnh nhân hôm trước nó đến nó sưng nóng đỏ đau này. Mà chỉ đến cái da xung quanh thôi thì bây giờ nhìn mốc meo này, bong một chóc ở da lên mức như vậy. Hôm đấy thì do bệnh nhân đông quá thôi không quay được. Cái chân bên này là chân ngon lành. Thì cái lo lắng nhất của bệnh nhân là gì? Nhất là đau cấp như này thì có nên dùng kháng viêm hay không? Thuốc tây hay không? Đông y thì không biết là ông có chữa được hay không, rất là lo lắng. Thực ra mà nói thì bản thân tôi cũng sợ, không biết là có được hay không, có bị sưng to quá. Rồi nó đau nhức nhiều bệnh nhân xuất ruột. Ví dụ thôi mình cứ tặc lưỡi cái thì các bác dùng viên giảm đau đấy, ví dụ như là viên Metazone này, viên Prednisolone này, viên Dexamethasone này, đỡ ngay lập tức luôn. Thế thì trong trường hợp như vậy, bản lĩnh của mình ở đâu, và ai chia sẻ kinh nghiệm đấy, thì cái phác đồ là chỉ có gối cấp này nó có hai cái chúng ta cần lưu ý. Thì tôi chia sẻ khá nhiều những đồng nghiệp, mục đích là gì, chúng ta nâng cái tầm của đông y đi. Vì các bạn gần như là bị bỏ rơi. Nên là trong khi nhà trường dạy xong thì những kinh nghiệm thực tế không có. Đương nhiên tôi không dạy học trò thì tôi quá bận. Vì thứ hai là tôi ngắn gọn là tôi không thích dạy. Vì dạy những khác là cũng lạ, cũng có. Chia sẻ là những bước ngoặt trong điều trị. Bước ngoặt tức là bản thân tôi là người mới làm được chứ. Mới làm thầy mới ngon lành thì mới chia sẻ với người khác, nhưng bây giờ được một ca thôi ăn may thôi để tôi chia sẻ lúc chúng em thì nguy hiểm trong lớp cấp tính này. Chúng ta phải đảm bảo được ba điều. Thứ nhất, chúng ta phải giảm đau cho bệnh nhân càng nhanh càng tốt, cho nên tâm những huyệt tại chỗ này, châm tại chỗ, châm vừa, đừng châm kim dài quá, lôi cái kim dài lòng ngoằng châm thì bảo tôi đây châm rỗi lắm, cái đấy là sai lầm. Thứ nhất là giảm đau tại chỗ, thứ hai là châm lượng tiểu cho bệnh nhân này. Lời tiểu ở đây thì nó có hai cái huyệt đơn cử ở đây, gồm có thái khê này, tôi ít châm thái khê đấy. Thứ hai là tam âm giao, người ta luân phiên là châm huyệt này. Khi viêm cấp tính nóng đỏ đau nhiều, ta châm cái thái trung hoặc là hành gian này, tả bớt cái họ này. Vì ở chân này có huyệt túc lân cấp, huyệt này thì cái nhược điểm của nó là châm khá đau. Thế nên mà tay nghề không tốt châm bệnh nhân người ta hốt, đấy, người ta châm vừa phải. Và đặc biệt nữa là khi châm xong thì chúng ta vận động nhẹ nhàng bóp khắp cái gối này, đừng có nghiến răng nghiến lợi lên để bấm thật mạnh vào, người ta đau thì người ta sợ. Khi bệnh nhân mà sợ đau nhiều là thất bại, 100% thất bại. Thế thì có thể tôi sinh ra để phổ biến một số kiến thức để cho anh em đồng nghiệp phát triển, không vì một mục đích quảng cáo hay bất kỳ gì khác. Anh bị cái này bao lâu rồi nhỉ? Thứ 2, thứ 3. Chào người đẹp nhá. Ai đi đến đón đấy? Chào ai không? Rõ, không gập được chân. Có lo lắng vô xin. Sợ nhỉ. Chúng ta tâm sự với bệnh nhân tí. Nếu không bị đấy thì nó đi lại nó khó khăn lắm, mà nó sưng nóng hả? Không, nó đi lại không đi lại được thì đau. Con nào có nghỉ đến chữa thi chứ không? Thì đã đi xuống viện rồi, đi xuống viện cho thuốc rồi. Nhưng mà sau bảo là không được đi đông y thì lại đi theo đông y. Thế là những người mách lên đây. Thế là có hài lòng không? Chưa không? Chưa không? Được. Chúng ta khi chữa bệnh chúng ta phải lấy được nụ cười với bệnh nhân. Anh coi cho nên xem này. Anh chạy thử không đỏ lên xem. Chạy tại chỗ thôi. Uống rượu ngon nhỉ? Chân này. Rồi ok, anh yêu anh nhiều. Thế lưu ý cái đấy là lấy nụ cười với bệnh nhân. Đấy cũng là thành công. Đây là châm cuối cùng. Nhưng mà nhân này thì là hiện nhân trạng thì khớp gối viêm khá nặng này, thì chi sửa đơn huyệt nhiều thì chúng ta không nói vấn đề này nữa. Anh cố gắng lên nha, thì nhập kim theo một số thứ thì tránh lạnh thôi, nhưng mà ăn hết nhé, rồi kia.